Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng bà bếp nha. Hôm nay Weekend Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn rất là phù hợp vào những dịp cuối tuần, những dịp lễ. Đó là món bò nướng lá lốt và bò nướng mỡ chài. Rất thơm và ngon các bạn nha. Món này mà ăn kèm với rau sống cùng các loại mỡ hành, đậu phộng, bún cuốn cùng mắm chấm mắm nêm thì quá tuyệt vời cả nhà ơi. Rồi, còn chờ gì mà không vào bếp cùng với ngay Weekend nào? Đầu tiên mình sẽ đi kiếm vài em lá lốt xinh tươi về để mình chuẩn bị gói bò lá lốt nha các bạn nha. Ok, về nguyên liệu chúng ta sẽ có là 100g thịt heo và 200g thịt bò các bạn nha, tổng là 300g các bạn nha. Rồi, ok, rồi ngoài ra chúng ta sẽ có những gia vị đi kèm bao gồm là nguyên liệu rau củ đó, các bạn. Hành tây được sử dụng là 50g đã băm nhỏ rồi, cùng với sả 50g băm nhỏ, cùng với 2-30g tỏi và 23g hành tím băm nhỏ các bạn nha. Và đây sẽ là cái mỡ chài các bạn, mình sử dụng khoảng cỡ 2-3 lạng các bạn nha, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đó. Rồi gia vị chúng ta sẽ có là tiêu các bạn nha, một đếm tiêu thôi. Tại vì mình sẽ chuẩn yếu là chấm nêm bạn nha. Đó, nên mình sẽ gia vị mình không có gắt lắm. Hạt nêm mình sử dụng khoảng 2-3 gram bạn nha. Cùng với 5g đường. Đó. Và 50ml dầu mè. Đó. Cùng với nửa gram tới 1g ngũ vị hương các bạn nha. Đó. Ok, tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình trộn cái nguyên liệu lại với nha để mình tẩm ướp các bạn nha. Mình sẽ cho các nguyên liệu như là sả băm, tỏi băm, hành tây băm với hành tím băm vào nha. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Sau đó mình sẽ cho các nguyên liệu như tiêu nè, rồi dầu mè nè, cùng với hạt nêm và chút xíu ngũ vị hương các bạn nha. Có đường nữa các bạn. Rồi các bạn nhớ trộn đều lắm nha. Rồi mình sẽ bắt đầu mình trộn xong rồi các mình sẽ tẩm ướp khoảng tầm 1 đến 2 tiếng gì nữa cho nó tẩm gia vị nó hòa vị với nhau các bạn nha. Đó. Ok, và sau khi gia vị tẩm ướp rồi, thịt đã rất là thấm gia vị rồi, chúng ta bắt đầu mình cuốn cái bò lốt trước các bạn nha. Thì bò lốt trước các bạn sẽ sử dụng cái phần mặt xa bò lốt, bạn mình sẽ cho một chút hỗn hợp thịt bò, thịt heo cùng với gia vị vào. Đó, mình sẽ cho vào phần cuối của cái lá các bạn nha. Rồi mình sẽ cuốn lại. Đó, cuốn tới cái mép. Thì các bạn dùng cái cạnh các bạn. Đó, mình sẽ cắm vô cái phần cái lá để mình giữ cố định lại các bạn nha. Đó là xong cái phần bò lốt các bạn nha, rất đơn giản luôn. Ok, và sau khi mình cuốn xong là bò lốt thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái xiên que để mình xiên những cái miếng bò lốt lại các bạn nha. Đó, để khi mình nướng sẽ tiện khi mình lật xuống các bạn nha. Đó. Ok, sau khi xiên que xong rồi mình sẽ xếp từng thanh que bò lốt lên cái khay nướng các bạn nha, vị nướng nha. Rồi mà bắt đầu mình sẽ dùng một cái cọ quét dầu và mình sẽ quét lên cái bò lốt á, thì bò lốt nó sẽ không có mỡ chài như cái phần kia, nó sẽ khá là khô khi mình nướng mà nha. Các bạn phải lưu ý vừa quét dầu mình phải vừa coi mình lật tới lật lui để mình quét dầu mà nha, thì bò lốt sẽ vừa thơm mà vừa có giữ được cái vị bóng các bạn, nó đẹp mắt luôn các bạn nha. Đó, nó không sẽ rất là khô các bạn nha. Ok, và bò lốt đã nướng xong các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị qua làm bò mỡ chài các bạn nha. Về cái phần mỡ chài thì các bạn lưu ý nha, mình sẽ ngâm cái mỡ chài này trong hỗn hợp giấm với muối mình nha. Đó, ngâm khoảng cỡ 1-2 tiếng ở đây đó, cho nhất là làm tẩy trắng cái phần mỡ chài, thứ hai là khử bớt mùi các bạn nha. Đó, giấm với muối các bạn nha. Đó. Ok, và tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình cuộn cái phần mỡ chài với cái phần thịt bò các bạn nha. Thì về mỡ chài thì các bạn cuộn thì các bạn dùng một cái thớt, các bạn kéo cái mỡ chài nó
thẳng ra đó, là bởi chai nó rất là dính với nhau mà rất là mỏng các bạn, rất là lúc mà kéo thẳng ra nó sẽ nhìn rất là dài, rất là to các bạn nha. Đó, nên các bạn để cái thớ mình kéo thẳng bởi chai ra, sau đó mình sẽ đặt một miếng thịt bò lên đó. Đó, rồi sau đó mình sẽ cuộn lại từ các bạn nha. Đó, thì cuộn cách cuộn một các bạn cuộn giống như là bánh tráng á, mình cuộn cấp hai bên mép trái phải vào, và thứ hai thì mình sẽ cuộn là cuộn thẳng lên trên, không các bạn thấy cuộn xong rồi mình gấp hai mép cũng được các bạn nha, cái nào cũng được hết. À, à, mình cuộn lên rồi xong đó mình sẽ cắt hai phần bên rồi mình gấp lại là xong các bạn nha. Ok, còn cách cuộn thứ hai là giống kiểu mình cuộn bánh tráng các bạn, à, nó sẽ dín chặt hơn và đẹp hơn các bạn nha. Thì các bạn hãy chuẩn bị một miếng mỡ chài hình vuông hình chữ nhật các bạn, đó, mình sẽ đặt mỡ chài vô phần đấy, à, sau đó mình gấp cái phần hai bên mỡ chài bên trái bên phải vào giống cuộn bánh tráng á. Sau đó mình cuộn lên chơi là xong các bạn nha. Thì với các cái góc này thì mỡ chai sẽ đẹp hơn và sẽ dính chặt hơn các bạn nha. Đó. Các bạn lưu ý nha, mình hạn chế dùng mấy cái phần vân mỡ nha. Đó, nó sẽ làm mỡ chai không có đẹp mà ăn sẽ là béo các bạn. Đó. Nên mình sử dụng một vân mỡ ít các bạn nha. Ok, và mỡ chai lá lốt đã xong các bạn. Đó, lá lốt mình đã nướng nãy rồi, lát mình sẽ nướng thêm. Thì bây giờ mỡ chai cũng tương tự lá lốt, mình sẽ sử dụng một cái que nha các bạn nha. Mình sẽ xiên cho nó dính với nhau, khi mình lật sẽ dễ hơn các bạn nha. Đó. Ok rồi, các bạn lưu ý là lúc mình xiên que đừng nên xiết chặt các bạn nha. Đó, nó sẽ khó chín cái phần mà tiếp giáp giữa hai miếng thịt các bạn nha. Đó, nên đừng có chặt quá, vừa vừa thôi. Rồi, tương tự thì mình cũng nướng thôi, nhưng mà mỡ chai thì không cần vén dầu rồi nha, vì nó đã không mỡ quá rồi. Mình chỉ cần nướng cho nó chín vàng các bạn, nó quá đẹp nha. Về nguyên liệu đây chúng ta sẽ có là 50g thơm bậm các bạn nha, 30g tỏi, 5g ớt, 20g đường, cùng 50g mắm nêm và 50 lít nước và chút xíu giấm các bạn nha. Thì đơn giản mình sẽ cho những hỗn hợp lại với nhau và mình sẽ trộn lên các bạn nha. À, xong rồi đó các bạn. Đó. Ok, thịt mà mỡ chài với mỡ lốt đã xong các bạn nha. Bây giờ mình sẽ rắc cái mỡ hành lên cùng với đậu phộng lên là mình sẽ chuẩn bị ra món các bạn nha. Chuẩn bị chiến thôi cả nhà ơi, quá ngon quá tuyệt vời nào. Nguyên liệu nó lên đầy đủ các bạn ơi. Đó, thịt bò mỡ chài, bò lốt nè, bún nè, rau tươi, mắm nêm, các loại đồ chua, nữa cuốn bánh tráng các bạn nha. Rồi chúng ta chuẩn bị chiến nào. Quá ngon cả nhà ơi, xin mời cả nhà cùng WeCook thưởng thức nghe món bò lá lốt cùng bò nướng mỡ chài cực kỳ thơm ngon, bé béo, nhiều giòn mỡ chài đậu phộng, ăn cùng các loại rau sống, salad nè, rau tía tô, rau thơm, húng quế, rau giúp cá nè, cùng các loại chuối chát nè, thơm nè, cà dưa leo nè, đó, cà chua nè. Quá tuyệt vời cả nhà nha. Cuốn một gói bánh tráng mà chấm miếng bánh đêm thì ăn quá tuyệt vời trong những ngày mưa này nè. Quá tuyệt vời nha cả nhà ơi. Chúc cả nhà những phút giây thư giãn với món ăn này nha. Nếu thấy hay, thấy vui và có ý nghĩa thì nhớ cho quen cứ một đăng ký, một like, một share các bạn nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.